Chào mọi người. Trong video hôm nay thì mình muốn nói chuyện với các bạn về bộ phim Shadow and Bone, cái series Netflix vừa mới chiếu ý. Thì mình biết là ở ở các bút tuyết nước ngoài thì họ up rất là nhiều những cái video phản ứng về cái bộ phim này thế nào, cảm nghĩ và cảm nhận review. Thì mình cũng bắt chước họ và mình cũng làm cái video về phim Netflix Shadow and Bone. Thì phải nói là thực sự là nó vượt quá kỳ vọng của mình bạn ạ. Nếu được đánh giá trên 5 sao thì chắc là mình chỉ với 5, 6 sao không? Phải hơn thế nữa vì thực sự là không thể tin được là đây có lẽ là một trong những cái series mà Netflix đã gọi gì à? Chuyển thể rất là thành công với cả tác phẩm gốc. Và thực sự là mình cũng không không thể nào mà có thể tin được ý là Netflix thì đầu tư vào một cái kịch bản quá chất lượng, một câu chuyện quá chất lượng, nhân vật, diễn viên, mọi thứ, bối cảnh rồi họ về kỹ xảo, tất cả đều nó quá vượt quá mong đợi, nó thực sự rất là xuất sắc. Bởi vì các bạn, mình đang hơi kiểu so sánh phim này với cả cái series Win Saga Fate ý. Và thực sự nó là cái sự thất vọng vô cùng lớn với mình, đặc biệt là khi mình đã từng xem Winx Club hồi xưa và cái phim Win Saga đấy nó xứng đáng mà gọi là rác rác rưởi so với cái bộ phim Shadow and Bone này. Thôi quay lại với Bóng Tối Và Xương Trắng nhá. Thì khi mà mình đọc được tin là bộ phim này, cái series này sẽ có cả các nhân vật trong Móng Vuốt Quả Đen vào ấy, và nội dung sẽ được thay đổi rất là nhiều bởi vì là có sự đóng góp của cả các nhân vật kia ấy, thì mình đã nghĩ là chắc là nội dung sẽ phải chỉnh sửa nhiều lắm, chỉ là giữ lại một cái cốt nào đấy thôi. Nhưng mà hóa ra là khi mình xem xong thì mình nhận thấy là cái series này, 8 tập phim này nó hoàn toàn bám sát với truyện Bóng Tối Và Xương Trắng, và thậm chí nó còn hay hơn nhiều so với các truyện. Bởi trong truyện nhé, thì có thể thấy là cái nhân vật Alina Starkov ở trong truyện thì mình đã từng review cái series này rồi, thì các bạn có thể xem lại video đấy để biết thêm. Thì trong truyện Bóng Tối Xương Trắng nhé, trong truyện, trong sách ấy, thì nhân vật Alina Starkov là một cô gái nào nhỉ, khá là hiền lành và theo kiểu nhút nhát và tự ti và hay coi mình kiểu dạng người ngoài cuộc này và dạng kiểu not like the other girl ấy, không giống các cô gái khác, không giống các Grisha khác, vì cô ấy là một đứa trẻ mồ côi, cô ấy sống như một thường dân và cô không hề biết mình là một Grisha cho đến khi năng lực cô ấy phát tác này. Cô ấy đúng là không hề được sống một cách xa hoa giàu sang như là các Grisha được dạy dỗ từ bé ở trong tiểu điện đấy. Thế nên là trong truyện thì nó rõ ràng được cái phần đấy, và vì vậy mà chúng ta cảm thấy với Alina là nhân vật rất là coi trọng cái vẻ bề ngoài nữa, nên cô ấy hay nói nhiều, hay so sánh ngoại hình của mình với cả của các Grisha khác này. Và thực sự là trong chuyện đấy đề cập rất nhiều đến vấn đề quần áo, đến vấn đề ngoại hình, trang phục, rồi giờ khuôn mặt thế nào, xinh đẹp thế nào. Thế nên là đọc chuyện đấy thì có thể là cảm thấy rất là bực mình với Alina Starkov ý. Kiểu lúc nào khá cũng rất là thụ động và không có chính kiến, là quá là coi trọng cái vẻ bề ngoài. Nhưng mà trong phim thì nó không rõ về cái phần đấy đâu. Và nhân vật Alina trong phim cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trong truyện. Và đó là cái điều mà mình thực sự là thích ấy. Trong truyện nó cũng không nói, không đề cập đến Alina Sakop là một người thuộc nước ở Shuhan, bố là Shu, người Shuhan thuộc Hán ấy. Mà trong trong phim Netflix thì mình là được Shuhan là thuộc Hán. Đưa vào trong phim thì rõ ràng là cô ấy là một người ngoại ngoại tộc đúng không? Mẹ cô ấy thì người Rapka nhưng mà bố cô ấy lại là người thuộc Hán, hoặc là mẹ cô ấy là người thuộc Hán. Đấy, nói chung là cô ấy một nửa dòng máu là người Shuhan chứ không phải là thuần túy là một Rapka. Thế nên cô ấy lại càng có cái sự khác biệt so với những khác. Như vậy là phim cũng sẽ động chạm đến những vấn đề về chủng tộc nữa, là có cái sự phân biệt chủng tộc và cô ấy bị phân biệt đối xử. Có một số những cái tình tiết trong phim các bạn để ý thấy đấy, là cô ấy bị đối xử bởi vì cô ấy là cái vẻ ngoài khác so với những người khác này, và cô ấy lại là một người nước Shuhan chứ không phải là người Rapka, vì cái khuôn mặt cô ấy mang cái nét châu Á nhiều hơn ý. Thế nhưng mà cô ấy không hề để cái việc đó nó ngăn cản cô ấy hành động ý,
mà tức là không khiến cho chúng ta cảm thấy là cô ấy rất là tự ti, rồi tại sao mình lại là người nước Suhan, mình lại có cái ngoại hình như thế này mà không phải giống họ ấy, không như là trong chuyện thì kiểu thực sự là bực mình khi mà Alina cứ lúc nào cũng chỉ nhắc đến ngoại hình của người khác, so sánh họ với cả bản thân ấy, nên chúng ta cảm thấy một Alina trong chuyện rất là thiếu tự tin và quá là ngây ngô. Trong khi đó thì Alina trong phim thực sự là một Alina khác hẳn, trưởng thành, và mình tin rằng là trong phần 2, phần 3 nữa thì cái sự trưởng thành nó lại càng thể hiện rõ hơn, bởi vì trong chuyện nhá. Còn cái phần 2, phần 3 giải phá môn trường vây rồi từ lên chuyện dậy thì chúng ta cảm thấy có cái sự thay đổi, phát triển trong cái tính cách của Alina, và Alina trở nên hơn nhiều. Thế nên là mình tin rằng là cái series Netflix này thì khi mà Alina ở trong bóng tối xứ trắng đã là một con người mà chúng ta rất thích rồi, có thể là đồng cảm này và yêu thích, thì sẽ có một cái sự phát triển vượt trội nữa đến phần 2, bởi vì mình nghĩ rằng là rất có thể là chuyện nó vẫn phim sẽ vẫn bám sát vào nội dung của tập 2 nữa ấy. Thì ở trong phần 2, trong cái chuyện tập 2 là mình đã thích cái quyển tập 2 đấy rồi ấy, thích nhất trong cả ba cái quyển trong series này, thì nên là hy vọng là cái sự phát triển về mặt tính cách đó sẽ trở nên của Arena sẽ thể rất rõ ở đến cái phần 2 nữa. Thì nói chung là mình thực sự rất là hài lòng với chính nhân vật Alina Sokov, vì cái cách xây dựng ở trong phim là hoàn toàn nó khác gì so với trong truyện, không cảm thấy được có cái sự bất an, cái sự lo sợ gì cả. Đúng, Alina có thể mới đầu sẽ có sự lo lắng vì tự dưng cô bộc phát một cái khả năng Wisha như vậy và mình không hề biết ý. Thế nhưng mà dần dần cô quen dần với mọi chuyện và thế là bắt đầu làm quen, đúng không? Cô cũng không hề để ý đến là ôi, người kia xinh quá hay là mình xấu quá hay nào cả, như trong chuyện rất rõ ràng về cái vấn đề. Một nhân vật nữa mà mình cũng cảm thấy có một cái sự phát triển tiến bộ vượt bậc so với trong phim ấy, trong truyện ấy, thì đó chính là Mao, cậu bạn Malian Oresep. Thì Mao ở trong truyện ấy, nó là ở trong cái chuyện Bảo vệ xương trắng này, nó không thể hiện rõ được cái tình cảm, tình bạn giữa Mao với cả Alina đâu. Cho đến tập 2, tập 3 thì mình mới cảm nhận được cái tình bạn đó ấy. Chứ còn đến ở tập 1 của truyện ý, Bóng tối xương trắng, thì thực sự là không cảm thấy được là Mao và Alina là thân thiết đến mức như vậy. Ừ thì họ là bạn thân, đúng. Thế nhưng mà cái cách tác giả miêu tả ra ấy, và có quá cái số lượng cảnh giữa Mao và Alina cũng rất là ít, bởi vì trong phần lớn cả truyện thì hầu như không nhắc nhiều đến Mao, bởi vì chúng ta đi theo nhân vật Alina là chính. Thế nên là cái những gì mà xảy ra bên ngoài mà Alina không biết thì cũng không nhắc đến, bởi vì chuyện nó chỉ đi theo góc nhìn của Alina thôi, nên chúng ta cũng không biết là Mao nghĩ gì, rồi Mao tách xa ra khỏi Alina thì cảm thấy nào, và vì vậy mà mình cảm thấy có sự xa cách giữa Alina với cả Mao. Và cũng có lẽ chính vì lý do đó ấy, mà đa số những người đọc truyện bóng tối, cái series bóng tối xương trắng này, họ kết, họ ship cái đôi Darkling HE với cả Alina hơn là Alina với Mao, và thậm chí đâu họ còn ghét Mao nữa. Và mình cũng như thế, cái lần đầu mình đọc Bóng tối xương trắng là mình rất ghét nhân vật Mao, và thậm chí đến tập 2 mình còn ghét hơn nữa, bởi vì Mao cảm giác rất ẻo lả và dỗi hờn giận dỗi như tính cách như một đứa con gái. Thế nhưng mà cho phim hoàn toàn ngược lại, trời, một nhân vật Mao nó quá là nam tính, quá là trưởng thành và thực sự rất có tình cảm với cả Alina, và lúc nào cũng luôn nhớ về Alina, trong khi Alina ở tới điện thì rõ ràng là khi mà không thấy có nhận thực thư của Mao thì cô bắt đầu hơi kiểu thì chắc là Mao cũng quên mình rồi, thì cô phải tiến lên, cô phải quên đi bạn bè cũ thôi, và cô sẽ tiến đến với cả tướng Kerrigan, đúng không? Thế nhưng mà Mao thì hoàn toàn ngược lại, vẫn luôn luôn nhớ đến Alina, và cái việc có hẳn cả một tập viết về cái phía của nhân vật Mao này là đi sang tìm con hươu này, và viết những bức thư gửi cho Alina, những bức thư không hồi đáp này, và cái cảnh mà cậu ấy nhận, cậu ấy tìm thư của Alina mà không thấy này, và rồi đến cả những cái cảnh mà Alina tìm xem có thư của Mao không, phim cũng lồng ghép rất là nhiều những cái chi tiết về quá khứ của hai người bạn này lúc ở trại mồ côi, ở lúc ở trại trẻ ở Keramzin, thì có thể thấy được cái chemistry giữa hai nhân vật này nó mạnh đến mức nào. Mà thực sự là chúng ta cũng không thể nghĩ được là đây chỉ là bạn bè, bởi vì trong chuyện nhé, ở Bóng tối xương trắng đấy thì cái bởi vì do là cái số lượng có Mao quá ít thì mình cảm giác chỉ là bạn thân thôi, chứ cũng không đến mức là yêu nhau đâu. Thế nhưng mà rõ ràng trong chuyện này, ở trong phim này thể hiện ra rõ được là hai người chắc chắn phải có tình cảm với nhau, chứ không chỉ đơn thuần là bạn bè được. Đấy là một cái mà mình rất là thích với cái bộ phim này, đã cải thiện được cái mà ở trong truyện nó không làm được, và đặc biệt hơn nữa là
toát ra được cái nhân vật Mao ấy, nó khác hẳn so với trong truyện. Mao ở trong truyện mình hình dung ra nó không hề giống như trong phim đâu, và thực sự là mình rất hài lòng với cái tạo hình, cái xây dựng nhân vật Mao ở trong phim này. Một con người nó quá là nham tính ấy, bảo vệ Alina cho đến cùng không, và lúc nào cũng nhớ nghĩ về Alina. Còn ai nhỉ? Có một nhân vật nữa thì cũng là nhân vật phụ thôi, thế là nhân vật Zoya ở trong truyện và trong phim. Trong truyện thì mình đã hình dung Zoya là rất là mỹ nữ, xinh đẹp mà, bởi vì Alina so sánh là Zoya một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng mà trong phim thì mình có hơi thất vọng chút, vì nhìn Zoya nó cũng không đến mức xinh đẹp như truyện ấy, và cũng không nổi bật như thế. Nó khá là bình thường, nhưng mà Zoya bình thường lắm. Chỉ có một vài những cảnh tập trung vào Zoya, chúng ta thì thấy là Zoya và tướng Kerrigan cũng có một cái mối quan hệ khá là đặc biệt, khá là thân mật đấy, mà trong truyện cũng không nhắc đến, trong truyện không có nói về vấn đề đó. Ở trong phim này thì mình cũng cảm nhận được là Zoya sẽ có những cái động cơ mạnh hơn khi mà đi theo đoàn quân của tướng Kerrigan, và nhưng mà rồi sẽ lại có những chuyện xảy ra khiến chúng ta thấy được rằng là Zoya có sự thay đổi, là muốn trung thành với ai này, và nhận ra là chỗ nào là phe nào xấu này, phe nào thiện này đấy. Thì ở trong phim thì khai thác nhiều với nhân vật Zoya hơn là so với trong truyện. Truyện thì đơn thuần là Zoya như kiểu một cô nàng mean girl ở trong trường học ý, và đối xử không tốt với cả Alina này, rồi về sau thì cô ấy hóa ra lại cũng thuộc về phe của Alina. Thế nhưng mà trong phim thì mình thấy rõ ràng hơn về cái động cơ và tại sao mà Zoya lại thay đổi tính cách như vậy, thay đổi phe, đổi gọi là đổi phe đi. Có thể ban đầu thì chưa đâu, nhưng mà dần dần ý. Thì chỉ có cái về việc là ngoại hình của nhân vật thôi thì mình đã mừng tượng là rõ về xinh hơn so với diễn viên được cast ở cái vai Zoya này. Thế nhưng mà Jenia thì hoàn toàn là đúng như những gì mà mình có thể hình dung được, khá là xinh đẹp, ở trong truyện thì cũng miêu tả nữa, một cô gái rất xinh đẹp. Còn nhắc đến nhân vật phản diện nhỉ, đó là H.E. The Darkling, hay ở trong phim thì nó là tướng Kerrigan. Thực ra là mình biết được là phim thay đổi thành tướng Kerrigan là bởi vì dành cho những người không phải là fan của Bóng Dưới Sân, cho những người chưa đọc truyện ý, thì để họ chưa biết được là tướng Kerrigan này là xấu hay tốt. Bởi vì nếu gọi là The Darkling H.E. thì chúng ta biết ngay là người xấu rồi, không cần phải bàn cãi gì luôn ý. Và ở trong đấy cũng có nói về cả, trong phim cũng đề cập đến nhân vật là The Darkling là hắc giả ấy, người ta dịch hắc giả H.E. Thì thực ra là hai người đấy là một thôi, The Darkling với cả Kerrigan là một. Thế nhưng mà cái cách mà tác giả thay đổi đạo diễn rồi biết cái các kiểu họ thay đổi tên nhưng mà như thế là để cho cả những người không chưa hề đọc truyện họ kiểu có cái sự tò mò là H.E. là ai và tướng Kerrigan là ai, và liệu hai người đấy có phải là một hay không ý. Chứ còn như chúng ta là fan, chúng ta biết thừa là hai người đấy là một rồi. Thì cái tướng Kerrigan thì phải nói là trời ơi, nó vượt quá mong đợi so với trong truyện. Trong truyện thì miêu tả một anh chàng rất là trẻ, chắc phải hơn tầm chỉ là tầm 20 tuổi các kiểu thôi, mà dù rất là H.E. sống đến hàng trăm năm rồi đúng không, mà đã cho một nhân vật như thế, hình như là diễn viên tên là Ben Barr, cast vào cái vai Jocelyn này thực sự rất là phù hợp. Và các bạn, khi mà mình xem và mỗi lần mình thấy có những cảnh mà có tướng Kerrigan là mình chỉ muốn thốt lên một câu xong có thể đẹp trai như thế được. Ôi trời ơi, thực sự đẹp trai, và cái cách mà ông ta đứng cạnh Alina và rồi đấy có những cử chỉ rất là thân mật như thế, và họ hôn nhau, và ôi trời ơi, mình xem mà mình thấy dạo dực luôn ý, bởi vì nó quá là đẹp trai, không thể tin được là lại có một nhân vật mà mình có thể là những người đàn ông mà mình cảm thấy rất là nam tính ở trong chuyện và xứng đáng là hình mẫu cho chồng mình sau này, thì đấy, trong đấy mình nghĩ là phải có cả Cass này, rồi cả Darkling, rồi cả Nikolai, rồi ba nhân vật đấy phải nói là thực sự hoàn hảo, những người đó hoàn hảo luôn ý. Mặc dù mình xem với mẹ mình, và mẹ mình cũng rất thích cái series này, với mẹ mình rất là không thích Darkling, mặc dù trông đẹp trai, và rõ ràng là chúng ta biết là có cái động cơ đằng sau, có cái quá khứ đằng sau là tại sao lại thành kẻ xấu như vậy ý. Thế nhưng mà mẹ mình không thích, bởi vì đã là người xấu thì là xấu rồi, vì là người xấu thì không
không không thể nào chấp nhận được người xấu nữa, không ủng hộ người xấu. Nhưng mà mình thì mặc dù biết là người xấu nhưng mà trông quá đẹp trai, và cái cách nói chuyện và mọi thứ nó rất hắc ám, mình cảm thấy cái sự thu hút ở kiểu bad boy. Nhưng mà cái bad boy này nó không phải cái kiểu bad dởm đời trong mấy chuyện YA đâu nhá, ý mình là để nó phải xấu xa theo cái kiểu rất là nham hiểm, rất là quyền lực, rất tham vọng như thế, và làm mọi thứ để có thể đạt được mục đích của mình. Thì cũng giống như là Nikolai Cat thôi. Trong phim này thì có một nhân vật mình đã tưởng là Nikolai, mình đã tưởng là nhân vật Nikolai sẽ xuất hiện, nhưng mà hóa ra không phải. Thế mình nghĩ là có thể phần 2 các bạn, Nikolai xuất hiện, và hy vọng Nikolai cũng sẽ không làm mình thất vọng và sẽ vượt quá kỳ vọng của mình, giống như là Cat với cả Darkly trong phim. Còn về phía bên móng vuốt quạ đen nhá, thì mình có hơi thất vọng một chút về nhân vật Cat, là hơi ít thời lượng thể hiện ý. Bởi vì có lẽ là Cat là liên quan đến dạng trí não, về dạng bày trò nhiều hơn, thế nên là cái hành động nó cũng ít hơn ý, nên không thực sự là nổi bật lắm. Còn về Jasper và Inez thì rõ ràng là Jasper có khả năng bắn súng này, Inez thì khả năng về dao, và như một cái bóng lẩn khuất này, thì hai nhân vật này thể hiện có cái sự thể hiện về khả năng nhiều hơn ý, mình nhìn thấy rõ ràng hơn. Trong khi đó thì với Cat thì nó liên quan đến dạng chiến lược. Trong cái phim này thì cái sự chiến lược đó nó không rõ ràng, nó ít. Vì cái phi vụ ở đây của nhóm quạ đen thì nó không có nhiều ấy, nó không như là trong chuyện mà bút quạt đen mà chúng ta thể thấy là cả một cái phi vụ được bày ra một kế hoạch, nó rất là nhiều thứ, rất nhiều bước, và Cat là người nghĩ ra tất cả những cái đấy, đúng không? Nhưng mà trong này thì cái phi vụ nó cũng không phải đến mức quá lớn ấy, thế nên cái thời lượng để cho Cat thể hiện ra được cái khả năng mình nó cũng ít, thế nên là mình có hơi thất vọng một chút về cái phần xuất hiện, về những cái phần nào mà có sự hiện diện của Cat. Mặc dù vậy thì mình vẫn rất là thích cái tạo hình của cả ba nhân vật Cat, Jasper và Inez này. Cái cách mà các nhân vật đấy cũng tiếp xúc với nhau ấy, nó cũng thể hiện ra được là họ có cái sự gắn kết với nhau như thế nào. Khi mà tác giả mà nói về cái việc là cho cả bên móng vuốt và cả bóng từ xương trắng như này, thì họ cũng nói là nói về phần tiền truyện của nhóm quạ đen. Thế thì mình nghĩ rằng là có thể là cái cách họ gặp nhau thế nào, nhưng hóa ra không phải, họ đã gặp nhau từ trước rồi, và đây là họ đã thực hiện một phi vụ với nhau mà thôi, và liên quan đến Alina Starkov. Và lúc này thì họ cũng còn chưa gặp đến Nina và Matthias. Và trước khi ra phim thì mình lại đọc được một cái tin, mình nghe một booktuber nói là Matthias với cả Nina sẽ chỉ gặp nhau, chúng ta sẽ chỉ thấy được hai nhân vật đó ở tập 6 mà thôi. Tập 6? Đâu, nói chung không phải tập 6 mà ý là chỉ ở một tập mà thôi, xuất hiện có một tập. Thế là mình thế thì nói thế thì hơi chán ý. Mà hóa ra thì họ gặp nhau, chúng ta cũng được gặp hai nhân vật đấy từ tận tập 1 hay tập 2 gì mà, đúng không? Và suốt tất cả đến tận tập cuối cùng cơ mà. Chuyện thì mình không thực sự thích nhân vật Matthias lắm, vì kiểu nhân vật đấy nó quá là quân tử, rất là kiểu đại trượng phu ấy, và có chính kiến rất rõ ràng ấy, người đàn ông rất là nam tính ấy, và có cái sự định hình rõ ràng là phân biệt theo kiểu phụ nữ thì phải ở nhà và đàn ông thì đi chiến tranh đấy, và hơi giống những nhân vật tốt ở trong chính trực ấy, ở trong dụ cái trong trò chơi vương quyền chúng ta có ai nhỉ, cái ông Ned ấy, ông Ned Stark ấy đấy, thì nó chắc cái kiểu đấy. Rồi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa này thì có Lưu Bị này, kiểu ấy, thì nó kiểu tốt quá ấy. Thế nhưng mà thực ra thì cuối cùng phim nó lại làm mình nghĩ ngược lại, là ý là thay đổi lại cái cảm giác của mình với cả nhân vật Matthias, là mình thích nhân vật Matthias hơn rất là nhiều. Matthias với Nina về nó là khi nhắc đến cái mạch truyện của Matthias Nina thì mình cảm thấy buồn cười ấy, vì biết thừa kiểu hai kẻ thù nhau và sau đó họ lại yêu nhau ấy, nó rất là thú vị. Và cái cách mà tác giả tức là đạo diễn cả biên kịch họ cho được hai nhân vật này tiếp xúc với nhau này, và chúng ta biết được cái quá trình họ quen nhau thế nào, và rồi thì họ thành có tình cảm với nhau ra sao, và sau đó thì cái việc Nina phản bội lại Matthias, mặc dù chỉ là để cứu Matthias mà thôi, thì Matthias lại không tin vào việc đó ấy. Và cuối cùng là cái hành động đó của Nina đã khiến cho Matthias biết rằng là mình không thể tin được một Richard nào nữa, bởi vì rõ ràng là Matthias đã đặt rất là nhiều niềm tin dành cho Nina rồi, và bởi vì anh ta là từ bé đã được huấn luyện trong đầu rồi là Richard là kẻ xấu, là phù thủy, là giết người
là chúng ta phải có nhiệm vụ đi săn lùng, đi giết hạ bỏ các cái Grisha đi. Nhưng mà chính Nina đã thay đổi được cái suy nghĩ đó của Machef, và Machef tin Nina và hai người yêu nhau. Thế nhưng cái hành động của Grisha, của Nina cuối cùng lại chứng minh rằng là những gì Machef được dạy là đúng. Đó là cái sự thay đổi mà mình có thể thấy được ở trong Machef, và mình cảm nhận được cái việc đó. Mình thấy được một cái mạch truyện riêng rẽ của Nina và Machef, và lúc đấy chúng ta đã hiểu được lý do tại sao Machef lại có thể thay đổi lại cách hành xử như vậy với Nina. Và từ đấy thì đến cái chuyện móng mút quả đen, đúng không? Cái nhân vật Nina thì mình cũng không hề giống với hình dung của mình ở trong chuyện đâu, bởi vì trong chuyện mình cảm thấy Nina rất là, cũng rất xinh đẹp mỹ nữ như của Joya ấy. Thế nhưng mà trong phim thì thực sự là nhìn Nina rất đáng yêu, phải nói là không gọi là mỹ nữ gì đâu, mà cái việc là cô ấy trông nhìn khá là bụ bẫm ý, nhìn đáng yêu lắm ý, nhìn mặt rất là xinh và rất là yêu, nhìn và cái cách cô ấy nói chanh chua mà phải làm cho Machef, một con người chính trực như thế, cũng phải phì cười. Thế cái sự tương tác giữa hai nhân vật này đã có thể hiện ra được tình cảm họ rồi, cái tình yêu họ cũng rất là mãnh liệt đấy, theo giống như kiểu Mao với cả Alina này. Nếu quay lại với Cass với cả Ines thì lúc này mới kiểu dạng một chút thôi. Ở đây chúng ta thấy được có một số những dấu hiệu cho thấy Cass tức là nói một chút liên quan đến Cass ở trong chuyện Móng Mút Quả Đen ấy. Ví dụ trong phim nhá thì có rất là nhiều cảnh mà có chiếu tay của Cass, thì trong chuyện nhá là Cass rất là hay đeo găng tay và không chạm bằng da trần với cả ai cả, tiếp xúc với mọi thứ đều dùng găng tay hết. Mọi người luôn nghĩ là có thể tay Cát có dị tật thế, nhưng mà có một cái cảnh ở ngay đầu phim ý, các bạn thấy không, một tập 1 ý, là có cảnh Cát rửa tay và chúng ta thấy tay Cát rất là bình thường, nhưng mà lúc nào sau đấy thì cũng chỉ là Cát đeo găng tay mà thôi, và rất là nhiều đoạn chiếu cận vào cái tay của Cát mà nhưng mình đeo găng tay đấy, là để các bạn có thể thấy được là Cát không bao giờ lộ ra cái tay chân mình, nó có cái mục đích về sau. Và rồi thì có những cái cảnh mà nói về việc Cát có một mối thù, đang trên con đường báo thù với ai đó, mà đến cả chết với Ines thì không hiểu, họ biết được rằng là Cát đang báo thù, đang thay hành động này chỉ có thể là do trả thù mà thôi. Đấy thì có những cái dấu hiệu, những cái clue, những cái manh mối chúng ta để nói, để cảm thấy tò mò hơn về cái ý định của Cát là như thế nào. Đấy là về các nhân vật và sự tự tan nhân vật nhá. Thế còn về cái cốt truyện thì mình ngạc nhiên là bởi vì thực ra phim bám sát giống hệt như trong truyện. Thực sự đấy, mình cần nghĩ là sẽ thay đổi gì đó, nhưng mà mọi thứ đều bám hoàn toàn vào đúng cái câu chuyện nó. Cả nhân vật Bagra, rồi thậm chí có cả nhân vật Botkin, là cái ông huấn luyện ý. Ông huấn luyện Botkin thì cũng chỉ có một đoạn thôi, cũng không nhiều. Rồi bà Bagra này, bà mẹ của Daddy, đấy. Mọi thứ, mọi chi tiết nó đều giống ý. Tất cả đến cả những cái buổi lễ, rồi những buổi tiệc này nọ này, rồi Alina chạy trốn này, chỉ có khác là có thêm mấy nhân vật của Quả Đen vào, nhưng mà Quả Đen vào hóa ra nó cũng không hề thay đổi cái mạch truyện chính gì ở trong chuyện đó mà Bóng Tuyết Sơn Trắng đâu, chỉ là bổ sung phụ trợ vào nhau thôi, và để tạo cái hoàn cảnh cho tất cả họ gặp nhau ấy. Chứ còn lại thì mình thấy giống hệt trong chuyện, không có gì khác. Có thể một chút cái khác cho cái xử lý với vụ con hươu đực này, cái cảnh một số những cái bổ sung vào nữa thôi, chứ nó cũng không hề gây ảnh hưởng gì mấy. Có một cái chi tiết là về việc giới thiệu về cái ông thánh Morozova với cả các cái sinh vật thần thoại ở trong vị thánh của Morozova ấy, thì có lẽ nó hơi ít ý, thì có thể là mình nghĩ sợ là người xem nhiều lúc họ sẽ không hiểu ấy. Thì cái phần đấy thì mình nghĩ là nếu có thêm thời lượng nói nhiều hơn về Morozova và con hươu đực và các kiểu thì sẽ chúng ta sẽ hiểu hơn ấy. Hay là mình đã bỏ lỡ tập đấy nhỉ? Nói chung là nó cũng không phải đến mức quá lớn gì. Còn lại thì sự là rất là hài lòng. À, có một cái cảnh mà gần cuối, cảnh con hươu đực bị chết ấy. Đâu mình nhìn mà mình sốc luôn ấy. Bởi vì cái cách HI, cái cách tưởng kêu gần giết con hươu đực nó quá quá nhanh mà cảm giác sững sờ ấy. Rồi sau đó thì lấy cái sừng hươu đực để làm vòng cổ cho Alina ấy. Thì trong chuyện nó là cái vòng cổ, thế nhưng mà trong phim thì mình cũng không ngờ David là khiến cho cái vòng cho cái gạc đấy nó
nó thầm xuống ra và thậm chí nó còn lối lối ra trong nhìn mình ghê. Mình với mẹ mình đều thấy nó kinh quá ấy, nó chút kinh dị như kiểu phim kinh dị, còn lòi ra cái sừng ở trên vai này. Nhưng mà may quá là cuối cùng Arena cũng cho được cái sừng đấy nó hạ xuống dưới da. Nhưng mà thực ra thì mình thấy là cái vòng cổ nó sẽ hay hơn ý. Mình rất bởi vì khi đọc truyện thì mình rất tò mò trên phim là một cái vòng cổ gạc hư như vậy nó trông sẽ như thế nào. Nhưng mà hơi đáng tiếc là lại cho vào da và chúng ta không nhìn thấy được cái vòng cổ đấy nữa. Quay lại về cái vấn đề giữa Alina với cả Ma với cả Darkling ở mối tình tay ba đấy, thì phải nói là khi mẹ mình xem thì mẹ mình rất là ghét cặp đôi giữa Alina với cả tướng Kerrigan, bởi vì là tướng Kerrigan người xấu, biết là người xấu rồi chứ, và rõ ràng là mẹ mình thích cái cặp đôi Ma và Alina hơn. Thì công nhận thì ở trong phim thì rõ ràng là thể ra Ma nó quá là tình cảm như thế, với trong nam tính các kiểu như thế cơ mà, thế nên là cái cặp đôi Alina với cả Ma thì tuyệt vời rồi đúng không? Nhưng mà mình thấy cả hai cặp Malina và Darklina thì đều rất là hay cả, và cái chemistry giữa cả ba con người này thì đều thể hiện nó rất là đúng đúng với cả cái tinh thần của chuyện ý. Thế thế nhưng mà mẹ mình thì nói chung là ghét lắm, ghét cái đôi Kerrigan với cả Alina lắm, và chỉ và cứ khi nào nói về Mao thì đấy, Mao như thế mà sao Alina ở cung điện đã quên mất cả của Mao rồi. Mẹ mình là người không đọc cái chuyện này, thế nên là khi xem ý thì có sẽ có một số những cái nhận định, ví dụ như là mẹ mình cũng đoán ra được là Alina mỗi phát tán năng lực mỗi khi mà nghĩ về Mao. Mà đến tập 3 của truyện ấy là từ điêu đàn trỗi dậy, chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao mà mỗi khi Alina ở gần bên Mao thì cô lại hoặc là nghĩ về Mao thì sẽ phát tán được cái năng lực của mình ý. Nó cũng có lý do, nó không chỉ đơn giản là vì hai người có tình cảm với nhau đâu. Cái đoạn cuối cùng của phim ý, cái cảnh mà tướng Kerrigan rời ra khỏi cái vực tối thì sau đó bắt đầu đi theo cùng một cái đội quân của tối, nhìn ghê nhỉ, mình thấy hồi kinh hoàng luôn đấy. Vì thực ra thì mình cũng đã đoán được, đọc truyện ra mà cũng như thế thôi, thế nhưng mà cái cách thể hiện trong phim nó kiểu kinh hoàng ấy, và rồi cái bức tối thì đáng sợ thật sự. Thì cái cảnh những cái cảnh mà chiếu về cái phần quá khứ của The Darkling của tướng Kerrigan đấy thì chúng ta cũng phải nói đồng cảm hơn, là lý do cái tham vọng tại sao tướng Kerrigan lại thành người như vậy. Cái phần đoạn mà khi mà chúng ta thấy được cái cách tướng Kerrigan tạo ra cái bức tối nó cũng rất là đáng sợ đấy, tự dưng đen ngòm và cái sức mạnh bóng tối nó phát tác ra để các bạn biết rồi đấy, đáng sợ. Mà trong trong phim cũng có một cái đoạn mà tướng Kerrigan này giết một cái kẻ ám sát một cái kẻ đấy, thế là sử dụng bóng tối để giết ý. Mình không rõ là sau đó thì chết như nào, cái cảm giác như thế nào khi mà bóng tối bủa quanh lấy chúng ta và nó xen kẽ vào từng cơ thể chúng ta, và rồi chúng ta không còn gì ngoài bóng tối tan rã vào trong bóng tối. Thực ra là trong đọc truyện và cả xem phim này mình có lẽ là thích nhất chỉ đấy là cái sức mạnh bóng tối này đấy. Mình lại không thích cái sức mạnh ánh sáng đâu nhá, quả lên ngay mình thích sức mạnh bóng tối cơ. Mình thích có cái bóng tối cảm giác rất là yên tĩnh cô độc. À, vậy đó là những cái suy nghĩ của mình về bộ phim Bóng Tối và Xương Trắng này, có một chút spoiler, thế nhưng mà hy vọng là các bạn đã xem phim này rồi thì hãy thì xem cái cảm nhận này của mình, sự là mình hài lòng ước gì nó không hết nhanh như vậy, có 8 tập. Hôm qua mình mẹ mình xem hết rồi, ý là hôm nay là cái ngày mình quay video này. Hy vọng rằng là đến phần 2 nó sẽ lại còn tuyệt vời hơn nữa, khi mà có lẽ là một nhân vật mới xuất hiện đó là nhân vật Nicolai. Mình lại mong đợi xem là diễn viên nào sẽ đóng vai Nicolai các bạn. Thế thì hẹn gặp lại các bạn trên các video lần sau. Bye.